mau chọn cho mình một cái tên thật hay đi. Vào đây để đi chinh chiến. Khi biểu tượng tướng sáng lên, nhấn vào biểu tượng sẽ thi triển kỹ năng nổ lên phép. Sẵn sàng đợi lệnh, mau cho ngày ấy vào chiến đấu đi. Điều chỉnh vị trí chiến đấu của tướng chính là mấu chốt để giành thắng. Nhấn vào biểu tượng tướng sẽ xem được phạm vi tấn công của kỹ. Tông Kiên tướng quân có thể tấn công tướng địch. Kéo rê biểu tượng tướng sẽ đổi được vị trí đứng của tướng. Hãy xem thường quân địch, tăng thực lực tướng dưới trướng. Trước tiên, chúng ta hãy đi tăng thực lực của Tào Tháo tướng quân đi. Nhấn vào đây để mau chóng. Chúa công thật lợi hại. Linh Nhi khuyên chúa công hãy bồi dưỡng các tướng thật cân bằng nha.
Nhấn vào đây, bắt đầu tự động chiến đấu. Cơ cô nương gia nhập quân ta sứ mạnh, nhấn vào đây để ghép Thái Văn Cơ. Đức dây đã gặp người tri ân. Trước tiên hãy tăng cấp Thái Văn Cơ. Thắng lợi liên tục, chúa công đã có được nhiều thu hoạch. Hãy nhấn vào đây để tăng bậc tướng. Chúa công cũng đừng quên tăng bậc cho các tướng khác nữa nhé. Xuất Như Long. Thank you.
nhận rồi đó. Chúa công, các tướng sĩ phát hiện ra thiên mệnh la bàn trong số các dược tư thu. Mau mở ra xem đi. Thank you.
thần chúa công đã có thần tướng tương trợ. Mau đi tăng sức mạnh cho tướng đi. Tăng cấp quân thần sẽ giúp toàn thể tướng được nhận tướng mới hoặc bồi dưỡng tướng là mấu chốt tăng thuộc tính lực chiến quân thần. Quân ta đánh đâu thắng đó, thu phục được rất nhiều thành trì. Hãy nhấn vào đây để nhận thuế chinh chiến. Chúa công quả nhiên có thiên phú dị bẩm. Mấy nhiệm vụ trưởng thành này với người mà nói là quá đơn giản.